mũ vào mặt với bé chưa? Tôi là chỉ hai à? Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hóa giải nhất của nữ diễn ra đô vật Nguyễn Thị Dương Thái Bình Đai Đỏ Chí Nữ và Thị Duyên của Bắc Giang đã xanh để chia theo hai đô vật vào trước thảo làm thủ tục thế này. Hai đô vật ngồi xuống ngay lên trong giải trống thế này. Sau trận của Dương và Duyên là Phượng Hà Phương ở giải nhì và Hà Trang chuẩn bị. Hai đội bắt tay nhau. Hai đội chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Thôi, ngoài rồi. Tập trung giữa đảo trận đấu tiếp tục. Tập trung thi đấu ở dưới nào. Tập trung vào thi đấu ở trước nào. Trận đấu tiếp tục. Đứng lên để công bố kết quả. Đứng tại chỗ, hai đội đứng tại chỗ. Vừa rồi đô Thủy Dương Đai Đỏ thắng tuyệt đối. Như vậy Thủy Dương đã có một trận ở giải nhất. Đề nghị các đô nữ của các đoàn chúng ta đăng ký tham gia thi đấu của Thủy Dương. Trận đấu tiếp tục.
Dừng lại, dừng lại. Trận đấu tiếp tục. Một miếng gồng thằng sau có được không? Bỏ lời, quả là tuyệt vời. Quả này quá tuyệt vời. Quả nách không vấn đề gì cả. Quả nách thì không phải là quá cổ. Đánh đi. Mạnh lên. Rồi. Trường hợp này là cái miếng bó chó này là nếu như trong bậc, nếu cho con nam ấy là 10 chắc chắn 7 coi như thắng 9, nhưng đây là một đô vật nữ rất khó khăn. Trận đấu tiếp tục. Rồi một miếng quặn không thành. Quá nhanh các bạn ạ. Rồi. Trang phục của nữ. Em được khi nào chưa mê? Hả? Trận đấu tiếp tục. Anh ơi, con mũ vào mặt với vé chưa? Nó là chỉ hai hả? Hà Phương, hãy đưa bật vào giữa đàm để công bố kết quả. Vừa rồi, bằng một kỹ thuật xương cấp cổ, Hà Phương thắng tuyệt đối. Để ban tổ chức và khán giả chúng ta bây giờ vẫn tiếp nhận cổ vũ cho Hà Phương. Đề nghị quý khán giả chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ cho cô gái của Hòa Bình. Tận Hòa Bình về với thân phận cổ quê hương chúng ta một lần nữa. Đề nghị khán giả chúng ta cho một tràng pháo tay. Hai đội bật bảo thảm làm thủ tục thế này. Không, có là bảo chức ca đổi cho ai. Hai đội bật ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài chống thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng lên để công bố kết quả. Hơn phút. Chúng tôi xin công bố kết quả vừa rồi ở lúc 2 phút. Trung Thị Huyền của Bắc Giang thắng tuyệt đối. Đề nghị ban tổ chức lên giao đồ đèo cho Đô Huyền của Bắc Giang.